Thưa quý vị và các bạn, sau khi phát hiện có thêm 17 người dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 23 tháng 8 tại quận Bình Thủy, trong đó có tới 12 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, thành phố Cần Thơ đã quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ phường Trà Nóc để phòng chống dịch từ 17 giờ chiều ngày 23 tháng 8. Phường Trà Nóc có 4.008 hộ dân và 8.357 nhân khẩu, không bao gồm khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Trà Nóc không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh và các trường hợp khác được sự đồng ý của địa phương. Tính đến chiều ngày 23 tháng 8, Cần Thơ đã ghi nhận hơn 3.800 ca mắc COVID-19, trong đó quận Bình Thủy là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất. Hiện Cần Thơ còn 133 khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, trong đó quận Ninh Kiều có nhiều điểm phong tỏa nhất với 39 khu vực, tiếp theo là quận Bình Thủy 23 khu vực. Cùng với việc triển khai các giải pháp dập dịch, chính quyền địa phương các cấp cũng đang nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội cho các khu vực cách ly.